sẽ lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FPNC. Kính thưa quý vị, mới đây, thì ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho tổng công ty du lịch Sài Gòn làm đầu mối triển khai đề án chỉnh trang khu công viên cảng Bạch Đằng mở rộng. Hàng mục đáng chú ý của dự án này là hầm ven sông Sài Gòn chạy dọc đường Tôn Đức Thắng từ cầu Thủ Thiêm 2 đến chân cầu Khánh Hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây hầm dọc theo đường Tôn Đức Thắng từ cầu Thủ Thiêm 2 đến chân cầu Khánh Hội trong dự án chỉnh trang và mở rộng khu công viên cảng Bạch Đằng ngay trung tâm quận 1. Theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn sẽ là đơn vị lập đề án chỉnh trang khu công viên Bạch Đằng trong thời gian tới. Ngoài chỉnh trang khu công viên để đảm bảo mỹ quan đô thị, dự án sẽ bao gồm đường hầm ven sông chạy dọc đường Tôn Đức Thắng từ cầu Thủ Thiêm 2 đến chân cầu Khánh Hội. Chính quyền thành phố lưu ý khi làm dự án này cần thiết kế nút giao tại giao lộ đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng và đường dẫn cầu Khánh Hội để thuận tiện cho người dân. Chính quyền thành phố yêu cầu nghiên cứu đồng bộ với hệ thống taxi thủy, tuyến metro và xe buýt nhanh. Dự án cải tạo công viên cảng Bạch Đằng được khởi động vào giữa năm 2013 với mục tiêu biến nơi đây thành cảng du lịch để phát triển du lịch đường sông cùng các dịch vụ vui chơi giải trí khác. Dù đã di chuyển tàu thuyền đi nơi khác từ tháng 4 2015, nhưng đến nay công viên cảng Bạch Đằng vẫn chưa được chỉnh trang lại theo quy hoạch. Hôm qua trong buổi họp trực tuyến với chính phủ, lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Hải Phòng đã kiến nghị chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ để sớm hoàn thành mở rộng sân bay Cam Ranh và các đi. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chính phủ hỗ trợ xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Cam Ranh, theo tỉnh, sân bay Cam Ranh có công suất 1,5 triệu khách một năm, nhưng trên thực tế năm 2015, lượng khách đến sân bay này đã lên đến 2,3 triệu và đến năm 2016 tăng lên 4,1 triệu lượt. Do vậy, việc đầu tư dự án đường băng số 2 và nhà ga sân bay Cam Ranh là rất cần thiết với tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trung ương. Dù vốn chi đầu tư trung ương nhưng tỉnh Khánh Hòa đã cố gắng đáp ứng được 50%, thiếu 50% và tỉnh đã nhiều lần đề nghị chính phủ quan tâm hỗ trợ nhưng đến nay chưa được xem xét nên dự án bị chậm tiến độ 3 tháng. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng kiến nghị chính phủ cho phép xây thêm nhà ga số 2 sân bay Cát Bi theo phương thức xã hội hóa, giao cho việc rét đầu tư. Trước đề nghị của Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc xây dựng nhà ga số 2 sân bay Cát Bi được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Kính thưa quý vị, khung chuẩn năng lực nhân sự ngành tài chính ngân hàng bao giờ mới được triển khai? Đây là câu hỏi mà nhiều chuyên gia đã đặt ra trong thời gian gần đây. Bởi bộ khung này đã được đề xuất xây dựng và được ngân hàng nhà nước đồng ý triển khai từ năm 2012, nhưng cho đến nay thì bộ khung vẫn chưa đi vào thực tế. Hiện thì rất nhiều chuyên gia đang kỳ vọng vào sự ra đời của bộ khung tiêu chuẩn này để phần nào giải quyết những vấn đề tồn tại trước mắt của nguồn nhân lực nhóm ngành tài chính ngân hàng. Trong xu thế hội nhập, Khung năng lực đang trở thành một xu thế ứng dụng cho tất cả các ngành, trong đó có ngành tài chính ngân hàng. Bộ khung sẽ quy định trình độ, kỹ năng và điều kiện tuyển dụng của từng vị trí nhân sự. Với bộ khung này, các trường đại học có thể căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, ngân hàng có thể áp dụng để chuẩn hóa hoạt động tuyển dụng của mình. Tại Việt Nam, từ năm 2012, việc xây dựng bộ khung năng lực nhân sự ngành tài chính ngân hàng đã được các ngân hàng đề nghị ngân hàng nhà nước ban hành. Ngân hàng nhà nước đã chấp thuận đề nghị này và giao hiệp hội ngân hàng lấy ý kiến xây dựng bộ khung chính thức. Thế nhưng cho đến nay, 5 năm đã trôi qua, bộ khung chuẩn năng lực này vẫn chưa được ban hành, trong khi thực tế ngành tài chính ngân hàng đang rất cần một hệ quy chiếu chuẩn để giải quyết cả vấn đề tuyển dụng lẫn đào tạo. Đúng là cái khung năng lực cho ngành ngân hàng là một cái điều rất quan trọng mà ngân hàng nhà nước cũng đã có ý định đưa ra từ nhiều năm nay. Về cái độ cần thiết của nó thì chúng ta đều biết là nó cần thiết tại vì các cán bộ nhân viên họ phải đúng theo cái tiêu chí của ngành ngân hàng làm sao mà đáp ứng được những cái điều kiện để có thể tăng được năng lực và đến cuối cùng là nó tốt cho ngành ngân hàng, tốt cho khách hàng của ngân hàng và tốt cho nền kinh tế. Nhưng mà cho đến giờ này thì chưa thực hiện được, có một số những lý do. Cái thứ nhất đó là năng lực của các cán bộ nhân viên của ngành ngân hàng không đồng đều và rất nhiều ngân hàng là tuyển dụng nhân viên với những nhân viên mà ít có kiến thức và không có năng lực. Chính vì cái sự không đồng đều của các cán bộ nhân viên trong toàn ngành ngân hàng như thế mà áp dụng một cái tiêu chí chung là một cái điều rất khó. Cái thứ hai nữa là hiện tại ngân hàng nhà nước như chúng ta biết là muốn đem cái Basel 2 vào trong hệ thống ngân hàng. Tôi nghĩ rằng sẽ tới cái thời điểm đó nhưng mà tại hiện thời điểm này thì tôi nghĩ rằng cái ưu tiên là dành cho Basel 2. Trong một hội thảo gần đây về chất lượng nguồn nhân sự tài chính ngân hàng trong quá trình hội nhập do Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tiến sĩ Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đã đưa ra con số thống kê đáng báo động, 300.000 sinh viên ngành tài chính ngân hàng ra trường không có việc làm trong 3 năm gần đây. Nguyên nhân theo ông Sơn là do sinh viên được đào tạo phần nhiều không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng từ phía ngân hàng và trình độ giữa các cơ sở đào tạo ngành tài chính ngân hàng còn có sự chênh lệch với nhau. Hiện cả nước có khoảng 40 cơ sở đào tạo ngành tài chính ngân hàng, trong đó có 24 trường đại học với số lượng sinh viên ra trường mỗi năm khoảng 11.000 và khoảng 7.000 sinh viên ra trường mỗi năm của 16 trường cao đẳng. Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng đào tạo, khung chương trình là rất khó. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, nếu bộ khung chuẩn năng lực ngành ngân hàng được ban hành, thì câu chuyện về sinh viên ra trường thất nghiệp hay trường này đào tạo chuẩn hơn trường kia sẽ được khắc phục, do công tác đào tạo đã có một hệ quy chiếu chung. Ở góc độ các ngân hàng, thiếu khung năng lực chung sẽ khiến trình độ nhân sự có sự chênh lệch giữa từng vị trí và giữa các chi nhánh vùng miền với nhau, do không có những tiêu chuẩn định khung thống nhất. Để khắc phục tình trạng này, hiện nhiều ngân hàng đã tự xây dựng một bộ khung năng lực riêng cho đơn vị mình, trong khi chưa có bộ khung chung cho toàn bộ ngành tài chính ngân hàng. Tuy đi ngược quy trình xây dựng, nghĩa là bộ khung năng lực của từng ngân hàng phải dựa trên bộ khung chuẩn của ngành, nhưng bộ khung này cũng ít nhiều giải quyết được bài toán về nhân sự của từng ngân hàng, giúp việc tuyển dụng của ngân hàng được thống nhất và trình độ nhân viên của từng bộ phận được thống nhất, trình độ nhân sự ở từng vị trí không quá chênh lệch nên đảm bảo hiệu quả làm việc cho toàn hệ thống. Hiện nay tôi nghĩ rằng là đâu đó chỉ có một vài một vài định chế tài chính là đã chủ động xây dựng bộ công năng lực của mình và áp dụng bộ công năng lực này vào nhiều câu chuyện trong tổ chức nhân sự bao gồm cả khâu tuyển dụng đào tạo đánh giá và quy hoạch bổ nhiệm cán bộ thì tôi thấy là nó phát huy tác dụng rất là tốt bởi vì nó có một cái mốc chuẩn để cho cái việc đào tạo đánh giá quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nó được công bằng và khách quan hơn đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết thời điểm chính xác khi nào bộ khung chuẩn năng lực ngành tài chính ngân hàng được xây dựng xong và được ngân hàng nhà nước ban hành chính thức ngay cả các chuyên gia đầu ngành tài chính ngân hàng khi được hỏi cũng không biết tiến độ của quá trình này do vậy các chuyên gia khuyến cáo bản thân các ngân hàng phải chủ động xây dựng bộ khung cho riêng mình và áp dụng trong thực tế trước mắt là vấn đề tuyển dụng rộng hơn là triển khai liên kết đào tạo với các cơ sở đại học để tìm kiếm nguồn nhân sự ngay khâu đầu vào tránh tình trạng các ngân hàng thiếu nhân sự chất lượng khi nguồn lực ngành tài chính ngân hàng của xã hội lại dư thừa. Tôi nghĩ là đến lúc nào đó thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ ra cái bộ năng lực đó. Nhưng mà chúng ta hiện tại phải dựa vào mỗi ngân hàng, họ có những cái quy định nội bộ, họ đưa ra những cái chỉ tiêu nội bộ. Mà tôi nghĩ là nhiều ngân hàng đã làm cái chuyện đó trong những năm vừa qua. Thì tôi nghĩ rằng một số ngân hàng đã thực hiện và đang thực hiện họ cải tiến cái trình độ của cán bộ nhân viên của mình và đó là cái điều cần thiết. Thì nếu mà chúng ta chưa có cái bộ chỉ tiêu chung cho cả quốc gia thì ít nhất là các ngân hàng nên quan tâm đến cái vấn đề đặt ra những cái quy định nội bộ để mà nâng uh, năng lực của cán bộ nhân viên của mình. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, thì ngân hàng nhà nước đang triển khai mạnh mẽ công cụ Basel 2 vào quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng. Và với việc áp dụng bộ tiêu chuẩn này Yêu cầu về nhân sự và việc hoàn thiện bộ khung chuẩn năng lực ngành tài chính ngân hàng sẽ được đưa lên mức ưu tiên cao hơn để chuẩn hóa hệ thống ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động và có thể coi đây là tín hiệu đầu tiên của việc ra đời bộ khung chuẩn năng lực ngành tài chính ngân hàng trong thời gian tới. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2016 vừa qua, nhưng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn trong hệ thống tài chính quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016 đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, giá trị vốn hóa thị trường ước tăng từ mức 32,4% GDP của năm 2015 lên mức khoảng 40% trong năm 2016. Huy động vốn thông qua đấu giá cổ phần cả năm cũng tăng hơn 43% so với cùng thời điểm năm 2015. Tuy nhiên, trong cơ cấu tài sản hệ thống tài chính Việt Nam thì thị trường chứng khoán vẫn còn rất nhỏ bé. Cụ thể theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tổng tài sản của hệ thống các công ty chứng khoán vào khoảng 76.100 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2015. Tuy nhiên, tài sản của các công ty chứng khoán và các công ty quản lý quỹ chỉ chiếm 1% tài sản hệ thống tài chính Việt Nam, thấp hơn cả nhóm công ty bảo hiểm. Trong cơ cấu này, tổng tài sản của hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng chiếm đến hơn 96% những cái ngân hàng cũng chiếm tỷ lệ lớn trong việc cung ứng vốn ra thị trường. Số liệu chi tiết cho thấy trong năm 2016, hệ thống tài chính cung ứng khoảng 1.230.000 tỷ đồng cho nền kinh tế thì có đến 68,1% trong số này đến từ các ngân hàng. Kính thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đồng lạc tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay 29 tháng 12. Chỉ số VN-Index đã lấy lại đà tăng nhưng lại thiếu tính bứt phá, thanh khoản tăng thị trường vẫn đang ở mức thấp thị trường lấy lại sắc xanh ngay từ đầu phiên giao dịch cổ phiếu vinamilk diễn biến khởi sắc góp phần tích cực cho đà tăng của chỉ số mặc dù vậy hoạt động giao dịch lại khá trầm lắng khi thị trường thiếu tính bứt phá bước sang phiên chiều đà tăng của vn index tiếp tục duy trì tốt nhờ sắc xanh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đáng chú ý là giao dịch chủ yếu tập trung ở những mã đầu cơ cao như flc hqc xu thế tăng của thị trường được giữ vững cho đến cuối phiên cho dù diễn biến này không được nhà đầu tư đánh giá cao do vẫn thiếu thông tin tích cực hỗ trợ Khép phiên, VN Index tăng nhẹ lên mốc 664,72 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương trên 116 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, sắc xanh tiếp tục được giữ vững trên HN Index trong suốt phiên. Sự hỗ trợ tích cực từ các cổ phiếu chủ chốt tiếp tục là yếu tố chính duy trì cho đà tăng này. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch vẫn đang ở mức khá thấp. Chốt phiên, HN Index tăng 0,67%, đạt 79,56 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ còn hơn 27 triệu đơn vị, ứng với hơn 300 tỷ đồng. Và xin được tiếp tục phần tin tức trong nước với những thông tin đáng lưu ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết cung ứng đủ vốn đối ứng cho dự án xây dựng tuyến metro số 5 giai đoạn 1. Chuyên gia nhận định áp lực cạnh tranh của hàng hóa ASEAN lên hàng Việt ngay trên sân nhà ngày càng lớn.